Tiếp tục những diễn biến về xung đột vùng nổ Đông Âu, Nga tung hỏa lực pháo kích dồn dập hàng trăm lính Ukraine mắc kẹt dưới hầm Bakhmut. Trước tình huống đó, ông Zelensky hợp quan chức quyết định ngoan cố cầm cự Bakhmut đến cùng. Được đa tiến công, Moscow tung siêu vũ khí lốc xoáy bao trùm loạt mục tiêu đối phương. Điện Kremlin tuyên bố bắn hạ 12 hỏa thần HIMARS chỉ trong một ngày thị uy sức mạnh Nga vạch chiến thuật cho phép phá hủy hệ thống radar phản pháo Kiev. Khó khăn trăm bề, Ukraine cùng lúc thiếu vũ khí và lính tinh nhuệ chưa sẵn sàng phản công. Nga, Mỹ căng thẳng và chạm tiêm kích Nga, UAV ác điểu Mỹ rơi xuống biển đen. Mỹ đổ lỗi Nga đâm rơi UAV, Moscow đáp trả thẳng thường. Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang gây chiến với Moscow. Đáng buồn là trừng phạt phương Tây có lợi cho hệ thống tài chính Moscow. Quan chức Mỹ khẳng định bảo vệ Ukraine không phải lợi ích sống còn của quốc gia. Trong khi đó, Nga mong muốn đi đến tận cùng vụ phá hoại Nord Stream. Trên thế giới, tăng cường tập trận với Hàn Quốc, Mỹ nói phải bất đắc dĩ vì Triều Tiên. Kính chào quý vị, đây là bản tin quốc tế được phát sóng hàng ngày trên TV nâng tầm kiến thức. Hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 3, tình hình chiến sự tại Ukraine có những diễn biến nào đáng chú ý? Trên thế giới có những sự kiện nổi bật nào? Hãy cùng Hồng Hạnh đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Tiếp tục cập nhật mới nhất về những diễn biến sụp sôi tại từ địa miền Đông. Nga những ngày gần đây vẫn tăng cường dội hỏa lực pháo kích vào thành phố chiến lược 21 Trong khi đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể đang bị mắc kẹt trong các đường hầm ở khu công nghiệp vùng này, nơi đang bị lực lượng Nga siết gọng kìm bao vây. Các báo Roshiskaya, Gazeta, RG và Pravda đã đưa tin, lực lượng Ukraine đang bị kẹt dưới hầm của tòa nhà Votokmas trong khu vực nhà máy luyện kim Aksyomovsk, Ajam phía bắc Bakhmut. RG dẫn tin từ kênh Telegram của Military Chronicle cho biết, Ít nhất 300 binh sĩ Ukraine đang ở trong mạng lưới đường hầm bên dưới nhà máy này. Ari xác nhận tổng số lực lượng Ukraine gồm các đơn vị từ lực lượng vũ trang, lực lượng vệ binh quốc gia và các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ ở khu vực này khoảng 500 người. Nguồn tin quân sự Nga Alexander Shimonov thông báo trên Telegram rằng lực lượng Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga, đã tấn công một số đường hầm của Azov. Một tài khoản theo dõi tình báo nguồn mở tiết lộ, lực lượng Wagner được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp đường hầm bên dưới Aizam, Các đường hầm bên dưới nhà máy sâu ít nhất 320 m với nhiều đường hầm tương tự nhà máy Azovstan ở Mariupol. Trong bối cảnh đó, hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa triệu tập một cuộc họp với Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao. Cuộc họp đã thảo luận về vấn đề phòng thủ ở mặt trận Pekmut theo đó, nước này vẫn quyết định sẽ giữ thành trì miền đông tới cùng. Văn phòng báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, sau khi xem xét tiến độ của chiến dịch phòng thủ của quân đội Ukraine trên mặt trận Bakhmut, tất cả các thành viên của Bộ Tổng tư lệnh tối cao đều bày tỏ quan điểm chung về việc tiếp tục giữ và bảo vệ thành phố Bakhmut. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Sisky báo cáo rằng tình hình xung quanh mặt trận Bakhmut ở tỉnh Donetsk đang đầy thách thức. Quân Nga tiếp tục cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ và tiến vào trung tâm thành phố, nhưng đang chịu tổn thất nặng nề. Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng hiện tại miền đông Ukraine đang rất khó khăn và đau đớn, nhưng tương lai của đất nước, nước đang được quyết định ở đó. Thưa quý vị, Nga đang ngày càng khẳng định rõ nét tiềm lực quân đội quốc gia khi đưa ra chiến trường nhiều loại khí tài có sức hủy diệt mạnh mẽ. Mới đây, Bộ Quốc phòng nước này đã cung cấp một đoạn video ghi lại quá trình chiến đấu của các tổ lái Tornado G. Mục tiêu nhắm đến là các vị trí binh sĩ Ukraine đang chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Nga đã chiếu đoạn phim về việc sử dụng Tornado G MLRS trong chiến đấu bởi các binh sĩ của quân khu phía Tây, mục tiêu là các vị trí của chiến binh Ukraine. Theo đó, Bộ làm rõ các phi đoàn Tornado G hỗ trợ các hành động tấn công của tàu chở dầu và súng trường cơ giới Nga. Các cuộc tấn công lớn được thực hiện vào các vị trí, cơ sở hạ tầng quân sự và thiết bị quân sự của kẻ thù, Báo cáo viết, sóng xung kích và các mảnh vỡ vàng xa hàng trăm mét phá hủy các công sự, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và nhiều nhà kho đã được xác định. Technology có hệ thống hướng dẫn và nhắm mục tiêu tự động, định vị địa hình và điều hướng. Điều này cho phép bạn nhanh chóng tấn công kẻ thù, đồng thời thiết bị trinh sát pháo binh và quadrocopters giúp kiểm tra độ chính xác. Bộ Quốc phòng Nga nhận thấy rằng kẻ thù sợ Tornadoji và đặc biệt săn lùng các hệ thống hiện đại này. Do đó, các tổ lái của phương tiện chiến đấu MLRS sau khi phóng sẽ quay vào vị trí cất gọn gàng trong dư đầy một phút. Sau đó, họ rời khỏi khu vực nguy hiểm với tốc độ tối đa. Cùng với động thái tăng cường uy lực khí tài, Moscow đẩy mạnh cường độ tấn công trong thời gian ngắn, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã hạ 12 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 14 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Hãng tin TASS dẫn lời Trung tướng Igor Konashenkov cho hay, trong 24 giờ qua, lực lượng không quân đã bắn hạ 12 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và một tên lửa chống bức xạ HAM. Ngoài ra, họ còn phá hủy 16 UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ đã đạt được nhiều thắng lợi ở khu vực thành phố Kubiansk, thành phố Krasny vùng Donetsk, Kherson của Ukraine, cũng như tấn công hơn 70 đơn vị pháo binh trong 24 giờ qua. Trong khi đó, thành phố Bakhmut vẫn là chảo lửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tương lai của nước này phụ thuộc vào kết quả cuộc giao tranh trong và xung quanh Bakhmut. Cả hai phía Nga và Ukraine đều mô tả giao tranh không ngừng nghỉ ngay, ngay bên trong thành phố. Theo Reuters, lực lượng từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga được cho là đã chiếm được khu vực phía đông của thành phố Bakhmut, nhưng vẫn không thể bao vây được, và phía Ukraine cũng quyết liệt trấn giữ nơi này. Thưa quý vị, chưa dừng lại, Điện Kremlin cũng kết hợp linh hoạt việc sử dụng các chiến thuật trong tập kích và thay đổi mục tiêu phù hợp để giành về nhiều ưu thế. Hãng tin Izvestia đưa tin, các lực lượng Moscow đã tăng cường tấn công vào các trạm radar trong cuộc chiến chống bin với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo tờ báo chỉ trong tháng 3 Ukraine đã thiếu 10 radar do Mỹ sản xuất, 2 ANTBQ36, 6 ANTBQ37 và 2 ANTBQ50. Những trạm như vậy có tầm quan trọng lớn trong tác chiến phản công. Theo một số dấu hiệu, họ xác định vị trí chính xác của các khẩu súng đang khai hỏa, sau đó truyền tọa độ cho một cuộc tấn công trả đũa. Tờ báo lưu ý, sự hủy diệt của chúng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các xạ thủ của chúng tôi theo chuyên gia quân sự alexei leonkov việc gia tăng số lượng radar bị tiêu diệt được giải thích là do các phương tiện kỹ thuật tình báo điện tử mới đã xuất hiện trong quân đội nga ông giải thích họ nhìn thấy hoạt động của radar ngay khi chúng bật lên mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn bằng cách này họ bị phát hiện và tiêu diệt nhà phân tích cũng lưu ý rằng để tiêu diệt radar quân đội thường sử dụng một loạt máy bay không người lái trạm tình báo điện tử và pháo binh Trước đó có thông tin cho rằng, quân đội Nga đang tích cực sử dụng hệ thống radar điều khiển hỏa lực phản pháo Zubat trong khu vực NMD. Họ có thể tính toán một viên đạn đang bay của kẻ thù, một quả mìn, một tên lửa và thậm chí là một phát bắn từ súng xe tăng. Và chúng cũng có thể hoạt động chống lại các hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ năm đầy hứa hẹn thuộc họ MMP do Pháp bí mật cung cấp cho Ukraine. Về phía Ukraine, nước này đương nhiên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ việc thiếu hụt cả lực lượng lẫn đạn dược trong cuộc chiến với Nga. Ukraine hiện đang bổ sung một lượng lớn lính quân dịch thiếu kinh nghiệm để khắc phục tổn thất. Giới quan sát đánh giá số lính này đã thay đổi diện mạo của lực lượng Ukraine. Một chỉ huy tiểu đoàn thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 có mật hiệu là Coupon nhấn mạnh chỉ có một số ít binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu. Đáng tiếc là họ đều đã chết hoặc bị thương. Về phần vũ khí, một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine đã gọi số lượng xe tăng mà phương Tây hứa hẹn là một số lượng tượng trưng, những người khác bày tỏ sự bi quan cho rằng vũ khí mà phương Tây hứa hẹn thậm chí sẽ không đến chiến trường kịp thời. Quan chức trên nói, nếu bạn có nhiều nguồn lực hơn, bạn sẽ tấn công tích cực hơn, nếu bạn có ít nguồn lực hơn, bạn sẽ phòng thủ nhiều hơn chúng tôi sẽ phòng thủ. Đó là lý do tại sao tôi không tin tưởng vào một cuộc phản công lớn về phần chúng tôi. Tôi muốn tin vào điều đó, nhưng tôi đang xem xét các nguồn lực và tự hỏi phản công bằng cái gì. Chúng tôi không có người hoặc vũ khí. Song song đó, trong ngày hôm qua, một tranh cãi cũng đã xảy ra giữa Washington và Moscow tại Biển Đen. Không quân Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Nga đã có những hành động thiếu chuyên nghiệp và chạm và bắn rơi UAV MQ-9 Reaper nước này. Trong một thông báo được đưa ra hôm 14 tháng 3, Đại tướng Jem B. Hacker, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, xác nhận một máy bay, bay không người lái MQ-9 Reaper của nước này đã rơi xuống biển đen sau khi va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga. Tướng Hacker cho biết, vào khoảng 7 giờ 3 phút sáng nay, một máy bay, bay chiến đấu Su-27 của Nga đã va chạm với cánh quạt của UAV MQ-9, qua đó buộc lực lượng Mỹ phải hạ cánh máy bay, bay xuống vùng biển quốc tế tại biển đen nhiều lần trước khi va chạm xảy ra, các tiêm kích Su-27 của nga đã tiến hành xả nhiên liệu và bay trước UAV MQ-9 một cách cẩu thả, không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp. Theo không quân Mỹ, có ít nhất hai tiêm kích Su-27 của nga liên quan tới vụ việc hôm 14 tháng 3. Các máy bay nga đã gặp phải một số tổn thất chưa xác định và đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Crimea. Quân đội Mỹ hiện chưa thể thu hồi được UAV MQ-9 Reaper bị rơi xuống biển đen. Phản ứng trước thông tin UAV MQ-9 Ripper bị rơi sau khi va chạm với tiêm kích Nga, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về sự việc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ điện đàm trực tiếp với các bên liên quan của Nga để bày tỏ lo ngại của Mỹ về hoạt động ngăn cản thiếu an toàn và không chuyên nghiệp vừa qua. Ông Kirby khẳng định vụ việc trên sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch hoạt động của Mỹ tại Biển Đen. Ngay sau sự việc trên, Mỹ đã phàn nàn và chỉ trích Moscow gây ra tai nạn, đem lại tổn thất cho phía Washington. Phản hồi lại cáo buộc, Nga cho rằng Nhà Trắng đang khiêu khích và hành động có chủ đích với Moscow. Tướng Rem Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết máy bay không người lái đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế, đã là tình báo, giám sát và trinh sát trong không phận quốc tế. Vụ tai nạn đã khiến chiếc MQ-9 bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ngay trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ rằng một máy bay đánh chặn của Nga đã va chạm với máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên Biển Đen, khiến nó bị rơi. Bộ cho biết, UAV đã bay về phía biên giới Nga mà không có bộ phát đáp hoạt động, vi phạm rõ ràng khu vực hạn chế được thiết lập để tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt. Hai máy bay đánh chặn đã được cử đến để điều tra. Cái máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên không, không tiếp xúc với UAV và đã trở về sân bay căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Tại Washington, trở về sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov mô tả sự cố tại Biển Đen lần này là một hành động khiêu khích của Mỹ. Tiếp tục những tin tức liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết châu Âu đang gây chiến với Moscow khi cho rằng Nga là trở ngại cho sự thống trị của họ trên thế giới. Mặc dù điều này hoàn toàn không phải như vậy trong bài phát biểu tại đại hội thành lập phong trào quốc tế của những người ủng hộ nga russell ông lavrov nhận định moscow bị quan vào cuộc chiến này bởi vì những kẻ kế thừa quân thập tự chinh và những kẻ đi chinh phục khác đã quyết định rằng nga là một trở ngại cho sự thống trị của chúng trên thế giới điều này hoàn toàn không phải vậy nga không phải tìm cách ngăn cản ai đó thực hiện các lợi ích hợp pháp nhưng khi người ta tuyên bố sự cần thiết phải khuất phục cả thế giới của liên minh bắc đại tây dương và châu á đã là lãnh thổ mà phương tây nên chỉ đạo mọi thứ ông không nghĩ rằng ý thức về sự công bằng vốn có trong người dân nga và đại đa số các nền văn minh trên thế giới không thể không nói ra những lời có trọng lượng của mình bộ trưởng nói thêm giá trị của chủ nghĩa russo films mà nikolai malinov đã tuyên truyền trong nhiều năm và được các triết gia và nhân vật công chúng ủng hộ nhằm ở chỗ nga không kêu gọi bất kỳ ai tham gia cuộc thánh chiến chống lại phương tây chống lại quân thập tự chinh hay chống lại bất cứ ai khác khi mà căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang, thì điện Kremlin lại đưa ra một đánh giá bất ngờ. Theo đó, nhờ vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ cùng đồng minh, mà lĩnh vực tài chính của Nga tránh được những tác động từ cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Mỹ. Ngày 14 tháng 3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng rằng lĩnh vực tài chính của Nga thực tế miễn nhiễm với những tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Mỹ, phần lớn nhờ vào các biện pháp trừng phạt của ở phương Tây khi phóng viên nhắc đến một số ngân hàng của mỹ đóng cửa đã có tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính toàn cầu ông peskov cho biết điều này không ảnh hưởng đến nga ông nói hệ thống ngân hàng của chúng tôi có một số mối liên hệ nhất định với hệ thống tài chính quốc tế nhưng phần lớn nó đã bị hạn chế vì các lệnh trừng phạt ông peskov cũng cho hay các biện pháp trừng phạt phần nào đó là một sự may mắn giúp nga miễn nhiễm với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng đang diễn ra Năm 2022, 10 ngân hàng chủ chốt của Nga đã bị loại khỏi hệ thống nhắn tin tài chính liên ngân hàng SWIFT, hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngân hàng trên toàn cầu. Ngoài ra, 9 trong số 10 ngân hàng trên cũng bị cấm hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế. Mỹ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng Sberbank của Nga, cấm ngân hàng này xử lý các thanh khoản thanh toán thông qua hệ thống tài chính của Mỹ theo RT, Nga có hệ thống nhắn tin tài chính riêng, SPFS. Hệ thống này có thể đóng vai trò thay thế cho SWIFT tại thị trường nội địa. Mặc dù mức độ bao phủ của SPFS vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với SWIFT, nhưng đã có thêm nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính liên kết với SPFS trong thời gian gần đây. Cũng trong bối cảnh này, rạn nứt giữa Washington và Kiev gần đây dường như rõ ràng hơn khi nhiều quan chức Mỹ không đồng ý quyết định viện trợ thêm cho Ukraine. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mới đây đã chỉ trích gây gắt việc chính quyền Tổng thống Joe Biden tài trợ OA cho Kiev mà không chú ý đến những thách thức với nước Mỹ. Theo thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một trong những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, việc vướng sâu hơn vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ. Tờ The New York Post đưa tin. Cụ thể khi được ông Tucker Carlson, người dẫn chương trình của Đài Fox News, hỏi về xung đột ở Ukraine trong một bài đăng trên Twitter ngày 13 tháng 3, ông DeSantis viết: Mỹ có nhiều lợi ích quốc gia sống còn, nhưng việc vướng vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga không phải là một trong số đó. Ông DeSantis nhấn mạnh Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden tài trợ tấm xét trắng cho cuộc xung đột này chừng nào Ukraine còn cần mà không có bất kỳ mục tiêu hoặc trách nhiệm giải trình rõ ràng nào đã làm sao nhãn đầu tư giải quyết những thách thức cấp bách nhất của đất nước. Bình luận của ông DeSantis được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đã chuyển các gói hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine và tập hợp đồng minh ủng hộ Kyiv. Về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, Nga cho biết, Nước này đã không được thông báo về tiến trình điều tra vụ nổ hồi năm ngoái. Bởi thế, Moscow đã gửi báo cáo lên Liên Hiệp Quốc để chứng minh tuyên bố này. Thông tin trên do Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky đưa ra ngày 14 tháng 3. Ông Polyansky cho biết Nga đã chuẩn bị tài liệu chính thức dựa trên thư từ trao đổi với Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, đã gửi các bản sao của tài liệu đó cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Polyansky viết trên trang Telegram những tài liệu này cho phép đồng nghiệp của chúng tôi tại liên hiệp quốc xác nhận rằng những luận điểm mà các quốc gia này đã thông báo cho chúng tôi về tiến trình điều tra của họ là không đúng sự thật bên cạnh đó ông polyensky cảnh báo rằng nếu cộng đồng quốc tế không tìm đến tận cùng vụ việc và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm vụ nord stream có thể mở ra một thời đại nguy hiểm mới trong đó các quốc gia coi những cuộc tấn công bí mật vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối thủ là được phép Chuyển sang các tin tức khác liên quan đến mối quan hệ Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nick Price cho biết, Washington không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ chung với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, ông Price nhấn mạnh, Chúng tôi biết về các vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Như chúng tôi đã nói, những hành động này chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, những động thái này khiến cho môi trường an ninh ở Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở nên nguy hiểm hơn, đe dọa hơn đối với các binh sĩ và người Mỹ ở trong khu vực và với đồng minh chủ chốt của Mỹ là Hàn Quốc. Người phát ngôn Ned Price nói rằng những hành động của Triều Tiên buộc Mỹ phải liên tục tái khẳng định cam kết an ninh với đồng minh của mình. Trong khi đó, phát biểu trên chuyên cơ không lực một trên đường tới San Diego, nơi Tổng thống Joe Biden dự kiến gặp các thủ tướng Australia và Anh, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan chỉ rõ, các hành động của Bình Nhưỡng sẽ không ngăn cản Mỹ duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo quan chức an ninh Mỹ, Washington vẫn đang nghiên cứu vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên xét về năng lực của họ, đồng thời lưu ý Bình Nhưỡng lần đầu tiên phóng thử tên lửa từ tàu ngầm vào năm 2016, và nước này đang trong quá trình tinh chỉnh thử nghiệm các phiên bản khác nhau. Thưa quý vị, Philippines và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận kéo dài 3 tuần với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ. Hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 tuần mang tên Salaknit Selectnit bao gồm các nội dung tập trận bắn đạn thật cỡ nhỏ bắn đạn thật bằng pháo và súng cối xây dựng các công trình phòng thủ theo tướng Romel Browner tư lệnh lục quân philippines các kịch bản tập trận sẽ liên quan đến việc bảo vệ philippines khỏi những đối thủ nước ngoài tiềm năng vì đây là cuộc tập trận giữa hai lực lượng lục quân chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động phòng thủ trên không và bờ biển cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ đồng minh mỹ philippines đang có xu hướng nồng ấm trở lại Mỹ, Philippines hồi tháng 1 đã thông báo một thỏa thuận quân sự mới. Theo thỏa thuận này, Mỹ được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ của Philippines, nâng tổng số căn cứ mà Washington được phép sử dụng ở quốc gia đồng minh ở châu Á lên 9. Vị trí cụ thể của các căn cứ không được tiết lộ. Song theo các nguồn thạo tin, ba trong số đó nằm trên đảo chính Luzon, giải đất Philippines gần Đài Loan nhất. Căn cứ còn lại nằm ở đảo Palawan, đối diện quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Cùng với đó, trên thế giới, trong bản cập nhật chính sách an ninh đối ngoại công bố gần đây, anh nhận định Trung Quốc là thách thức mang tính thời đại đối với trật tự thế giới, đồng thời cho rằng an ninh đất nước phụ thuộc vào kết quả của cuồng xung đột Nga và Ukraine. Trong bản cập nhật chính sách an ninh đối ngoại, anh đã cảnh báo về mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc của Trung Quốc với Nga, cũng như quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng của Nga và Iran sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Theo hãng tin Reuters, việc không nhận định Trung Quốc là một mối đe dọa có thể khiến nhiều người trong đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak thất vọng. Điều không thể dự đoán toàn diện vào năm 2021 là tốc độ thay đổi địa chính trị và mức độ ảnh hưởng của nó đối với Vương quốc Anh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay cũng theo ông Sunak từ năm 2021 tới nay, các vấn đề như xung đột Nga-Ukraine, những phát biểu về hạt nhân, lập trường của Trung Quốc ở biển Đông và eo biển Đài Loan đang có nguy cơ tạo ra một thế giới nguy hiểm, rối loạn và chia rẽ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBTS nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.